Thì trong các đêm nhạc thì chúng tôi sẽ dành những giây phút để quý vị có dịp cùng trò chuyện với những khách mời trong chương trình. Và qua đó chúng ta cũng sẽ tìm hiểu và biết thêm con đường nghệ thuật mà các ca sĩ đã đi. Đến ra là bài thứ ba thì mới giao lưu như vậy thôi. Bài thứ hai thì mình ngưng một chút để cùng giao lưu với nhau. Thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe bài hát Đợi của Đại Nhân. Rồi bài hát Một Lần Buông Tay cũng là sáng tác của Đại Nhân. Rồi anh Minh Vương còn nhớ rằng là em có một bài sáng tác là bài Xa, rồi bài Đêm Đông Đớm nữa, và nhiều bài khác nữa, đúng không nào? Với một ca sĩ trẻ như thế này, tuổi đời vừa trẻ, mà không biết rằng là em đã phải đau khổ với bao nhiêu cuộc tình rồi. Hôm nay nói thật gì? Thực ra thì trước khi ra sân khấu thì Đại Nhân có nói và tâm sự với anh Quân là bài hát mà Đại Nhân chuẩn bị hát là bài Đợi, sáng tác của Đại Nhân. Và anh Minh Quân lại nói là em sáng tác hả? Thì Nhân trả lời là có, và Nhân nói đùa rằng là tại vì Nhân chưa có tiền để hát thì nhạc của nhạc sĩ khác. Đúng. Thì Nhân không ngờ là anh Quân ra đây và tâm sự với khán giả. Thực ra thì đó chỉ là một lời nói đùa thôi, chứ mà sẵn đây thì Nhân xin tâm sự với mọi người cũng như anh Quân, đó là đối với Đại Nhân trong con đường ca hát thì Đại Nhân xem cái việc sáng tác của mình như là cái việc mình viết nhật ký, mình viết lại những cảm xúc, những cái trải nghiệm của mình trong cuộc sống hàng ngày, và mình biến nó thành những cái lời ca tiếng hát, và những cái bài hát, những cái thông điệp đó mình thực hiện và mình đi hát, mình hát cho tất cả mọi người cùng nghe. Và hy vọng là những người nào trong lúc đó có những cái tâm trạng giống như bài hát mình đang hát thì họ sẽ được một phần gì đó đồng cảm từ phía ca sĩ nói chung, và cũng như là Đại Nhân nói riêng trên sân khấu. Và những hy vọng đó sẽ là những cái niềm hạnh phúc cũng như là những cái giây phút thoải mái của mọi người khi mà đi xem ban nhạc, ví dụ như đêm nay ở Điện Biên Sài Gòn. Đương nhiên rằng là khi hát là em sẽ chia sẻ, vì âm nhạc là sự chia sẻ, đúng không nào? Vì qua âm nhạc chúng ta được chia sẻ cho nhau những niềm vui, những kỷ niệm, rồi những nỗi buồn, vân vân. Nhưng mà Đại Nhân nói rằng là những trải nghiệm của em để em có thể viết được những ca khúc đó, thì xin ngược trở lại, lại nói rằng là em đã bao nhiêu lần tan vỡ rồi trong chuyện tình yêu á. Vì phải có nhiều lần tan vỡ tình yêu, đúng không quý vị? Thì mới có nhiều trải nghiệm, và có nhiều trải nghiệm thì mới là gửi gắm hết tình yêu của mình trong từng ca khúc để chia sẻ với quý vị. Thế thì em nói thiệt đi, đã bao lần tan vỡ tình yêu rồi? Thực ra thì trước đến giờ những ca khúc của Đại Nhân, đặc biệt là viết về tình yêu, thì nó đều mang một cái hướng tích cực. Ví dụ như bài Đợi là nói về một tình yêu đơn phương nhưng mà rất là đẹp đẽ, mình chờ đợi người yêu mình dựng ra, đó là tình yêu của mình, nó không có bi lụy, nó rất là đẹp. Và tương tự như Xa, một tình yêu, yêu một người ở xa, thì như bài hát mới nhất mà Nhân mới sáng tác và Nhân trình bày cho mọi người đó, thì đây là bài hát có thể nói là buồn nhất, tại vì là cảm giác của một người đã mới chia tay người yêu của mình, không thể rơi từng dòng nước mắt khe khẽ rơi, thì đó cũng là nói chung bài hát này rất là đặc biệt, tại vì nó gắn liền với cái tình cảm riêng tư của Nhân. Trong thời gian đó thì Nhân cũng hơi buồn về chuyện tình cảm, thành ra là nó ra cái bài hát này và Nhân cảm thấy rất là vui. Và đặc biệt là mỗi lần đi hát bài hát này thì Nhân luôn luôn hy vọng là khán giả ở dưới sẽ đồng cảm với mình trong bài hát này. Tức là từ xưa nhận là em chưa đau khổ. Có rồi, mới có được một lần buông tay. Mới có một lần buông tay. Nhưng mà từ xưa giờ thì là tiếng cho là chỉ cái yêu đơn phương thôi, đúng không? Yêu thầm, chậm nhớ thôi, đúng không nào? Và có một lần đau khổ nên là một lần buông tay. Ở đây quý vị nào đồng cảm với lời Nhân không ạ? Đã yêu đơn phương không ạ? Có chàng trai nào yêu đơn phương không ạ? Có không ạ? Không. Nhưng nghĩ là rất dối lòng. Dối lòng. Thực sự rằng là ai cho chúng ta trong cuộc sống này thì nhất là cuộc đời mà của chúng ta thì sẽ có một lần hoặc nhiều lần mà chúng ta yêu đơn phương, hoặc là yêu hoặc nhớ thầm một người đó, thì đó là một kỷ niệm rất đẹp trong tình yêu thôi, đúng không nào? Xin được cảm ơn Đại Nhân.